6 cách giảm cân và đẹp da từ bí đao dễ áp dụng. Bí đao là một loại quả có rất nhiều công dụng, từ thực phẩm đến chữa bệnh và làm đẹp. Xin giới thiệu với các bạn một vài bí quyết đơn giản để giảm cân và làm đẹp da từ bí đao. Bí đao 500g, dưa hấu 500g, đường trắng vừa đủ. Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa thật sạch. Dưa hấu lấy ruột, bỏ hạt. Hai thứ thái miếng, dùng máy ép và xả vỏ vắt lấy nước. Thêm một chút đường trắng hòa tan, chia uống nhiều lần trong ngày. Loại nước ép này có tác dụng giải nhiệt rất tốt cho người thừa cân, béo phì. Cách thứ hai, bí đao 500g, gọt vỏ, bỏ ruột, rửa thật sạch rồi thái miếng cho vào máy ép lấy nước, hoặc xả nhỏ, cho vào túi vải vắt lấy nước. Cho thêm vài hạt muối hòa tan, chia uống vài lần trong ngày. Tác dụng: giải khát, giảm cân, đẹp da, phòng ngừa mụn nhọt, lở ngứa, rơm sảy. Cách thứ ba, thường xuyên dùng bí đao kết hợp với các loại rau xanh, củ quả khác trong bữa cơm hoặc ăn thay cơm vào buổi tối. Bạn có thể ăn bí đao luộc, bí đao hấp cùng uống nước luộc bí đao hay nấu canh bí đao xào với thật ít dầu. Đây là biện pháp giảm cân tốt, giúp bổ sung vitamin và chất xơ, tăng cường trao đổi chất và đốt cháy năng lượng dư thừa. Cách thứ tư, dùng nước ép bí đao bôi lên da mặt hoặc trộn lẫn nước ép bí đao với nước ép dưa chuột hoặc mật ong bôi lên da khoảng 30 phút, rửa lại bằng nước sạch. Một tuần làm 2-3 lần. Tác dụng làm sáng da và mịn da. Cách thứ năm, một quả bí đao 1 kg, bán hạ 100g, 500ml rượu trắng, 500ml nước. Tất cả cho vào nồi đun kỹ, lọc lấy nước cốt, cô đặc như cao rồi cho vào lọ dùng dần. Trước khi đi ngủ, bôi lên một lớp mỏng, sáng dậy rửa mặt thật sạch. Tác dụng: chữa rám má, sạm da, làm mờ vết nám và vết thâm do mụn. Cách thứ sáu, bí đao bỏ vỏ và ruột 500g, rượu trắng 1,5 lít, mật ong 500ml, nước 1 lít. Bí đao sắc miếng cho vào hỗn hợp rượu và nước rồi đun vào lửa khoảng 6 giờ cho tới khi còn khoảng một bát nước thì nhấc ra, nghiền nhỏ. Nghiền kỹ rồi lọc qua vải màn cho kín. Đổ cái chỗ bí đao vừa lọc được vào nồi, cho thêm mật ong vào và đun khoảng 2 tiếng, vừa đun vừa khuấy đều tay. Để kiểm tra xem cao đã được chưa, quết một chút cao lên tay, xoa xoa mà không thấy dính quá là được. Khi cao nguội cho vào lọ, đậy kín để mỗi tối dùng xoa mặt. Tác dụng: